Vâng ạ, xin chào bác, chào bác trở lại với trang kênh của mình xưa. Trước tiên, tất cả bác luôn quan tâm tới em của suốt thời gian qua. Những bác nào mà chưa kênh, muốn đăng ký kênh, một đọc khoảng dưới video mình được quả chuông. Để mỗi cái lên kênh phải thông tút sức kỷ nhận rất nhanh, vì nhận là hàng ngày video. Bác nào trước khi vào kênh, bác là like share nhiều, em like share nhiều cũng giá tốt. Đầu tiên là mã số có 1 nhé, nay em lên một lô kính của bọc vàng, đòn gánh, chữ H và cơn. Đây là cái ăn ga đòn gánh của Anh Quốc Sơn thập kỷ 1950, con này size 140, con này mắt là thủy tinh, hơi vàng ròng chút xíu nhé. Và rất mới, rất đẹp nhé, bọc vàng sáng gương. Đây là cây kính của Anh Quốc xưa nhé, ăn ga đòn gánh nhé, và xuất sắc, rất mới, rất đẹp nhé. Cái dòng này thì em chia sẻ nhanh vì trong quá trình hơn 2 năm kính cổ đồ cổ em giới thiệu dòng này quá nhiều rồi. Cầu giữa là có chữ ăn ga 1 trên 10 12K ghép, và rất là rõ ràng nhé. Bác nào ở Hà Nội gần Nội qua địa chỉ nhà em xem kính cổ xưa đồ lính Mỹ, các bác đánh giá hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất. Em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1 2 ngày, chẳng 3 4 ngày. Càng phải có chữ Anga 1 trên 10 12 ghép nhé, càng phải nó có một tí vết tí nhỏ bên phải. Tuy nhiên còn ngờ gì ạ? Em có những cây bị cây trái, cây bị bên phải thì cây nào bị chỗ nào em chỉ cho luôn. Cành trái là Frema đấy, Estling. Rất rõ ràng, Anga đòn gánh của Anh Quốc xưa thập kỷ 1950 của Anh Quốc xưa size 140 nhé. Bọc vàng nhé. Mà rất mới, rất đẹp ạ. Đấy, rất là rõ ràng, thông tin thông về kính em đều ghi bên dưới video rồi và kèm theo địa chỉ số điện thoại, rất là lâu năm, rất yên tâm ạ. Đây là mã số 01. Để trên trên các bác của em hơn 2 năm bán tại nhà kính của đồ cổ xưa thì bên em luôn luôn đưa ra cái giá tốt, đặc biệt là cái dịp trước Tết, trong Tết, sau Tết, với phương châm là giao lưu du xuân. Vâng, giá cái này là 8 triệu 400 nghìn còn 8.400K, giá là 8 triệu 4 còn 8.400K. Tất cả sản phẩm bán ra luôn luôn được bao tiêu bao test toàn cầu trên toàn thổ, yên tâm về giá cả các sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác là chuyển khoản 3 ship, ship code thứ lùng đàn cọc 100K. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ cho đến 23 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, tức cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến xuất quá em đi thẩm định để giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước em nguyên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu về kính cổ đồ xưa. Đấy là trong có giá trị lớn nhất mua bán với số đồ cổ xưa lâu năm, thường uy tín hơn 20 năm nhé. Bác lưu ý mua bán nên chọn con trai, không nên chọn con gái nhé. Và đó là mã số 01 đã xong. Bây giờ sẽ đi mã số 02. Mã số 02 đây là con cơn. Đây là cơn chữ to, chữ viết in hoa gọi là chữ to. Một phần 10 12K ghép nhé. Cơn chữ viết hoa gọi là chữ to. Sản xuất ra thập kỷ từ 1960 đến 1970. Cái này size 52, chiều ngang 3,8 nhé. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Bọc vàng sáng ngưng gương. Cái chuôi ve thì nó hơi ngả vàng, một vài chỗ nó hơi ngả vàng. Đấy, bên trong cái đấy, hơi ngả vàng, bên đây nó hơi ngả vàng, đấy, chuôi đấy. Ở gầm cầu dưới này, con này cốt ve ngắn nhé, gầm cầu dưới là AO 1 trên 10 12K ghép nhé. Và đấy, ve hơi ngả vàng, chuôi cũng thế, hơi hơi ngả ngả. Hai cạc theo chiều 5 phần 2, biểu tượng logo hãng Amme thì có kích cỡ 1 trên 10, 12 cái ghép chữ viết hoa nhé, hay gọi chữ to nhé, chữ to ở đầu nhé. Và tiếp theo, đây là càng phải đảo chiều nhé, chữ viết hoa nhé. Đó, đây là mã số 02 nhé. Còn của Mỹ xưa nhé, em từ xưa nay bán về kính cổ đồ cổ là Anh đi Pháp Mỹ hàng chuẩn đau nhất là sản xuất tại Mỹ nhé và tại châu Âu nhé. Chuẩn đau 2 sản xuất tại Nhật, tái bản thập kỷ 90.000 thì dùng chất lượng nó kém hơn. Đấy, nếu tái bản nó có thể mới hơn nhưng mà chất lượng nó sẽ không bao giờ bằng. Một số tượng bán kính bằng vàng, vàng đúc của Nhật thì khi bán kính khác kèm theo Nhật là hay bán hàng tái bản thập kỷ 90.000 đấy. Nên lưu ý đấy, bởi vì nói rõ luôn. Lưu ý bằng cái kính này, đây là mã số 2 nhé. Có giá là 14 triệu 700 nghìn, 14.700K, giá cực tốt. Con này xuất sắc, con điểm trừ gì ạ? Đấy, vì con thành mắt sắc nét nhé, đẹp nhé. Đây. Đó, thành mắt sắc nét đẹp này, xuất sắc luôn này. 14 triệu 700 giá rất là tốt đấy. Nó chỉ có những vào cái chuôi. Và cái chuôi, một số vị trí bên trong chuôi này nó hơi ngả vàng. Đó. Hơi ngả vàng theo này, theo năm tháng bên này thế này. Giá là 14 triệu 700 là giá khá tốt đấy. Và đây là mã số 02 nhá. Bác mới lưu ý mua kính cơn hay đặt cọc, viết thì quy trình bán em rất là rõ ràng rồi, vẫn phải nói lại là chuyển khoản và ship, ship code cũng đồng đẳng cọc 100-200K. Đấy, và thời gian gửi hàng từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. Đấy, phải nói rõ ràng luôn. Bác lưu ý mua đặt cọc, cái đặt cọc một vài trăm, không đặt một vài triệu nha, rất nhiều anh em bị dính. Có những anh em đặt cọc 1, 2 triệu, 3, 4 triệu, 5 triệu, rồi 7, 8, 9 triệu, 10 triệu, cuối cùng đứng mất tam hơi đấy. Đặc biệt là thuê đứa con gái bán mất tí mất lươn, trai gian trái gái luôn gặp người, không nên mua kiểu thế, rất là rủi ro. Và giá 14 triệu 700, đó là con cơn chữ viết hoa chữ to của Mỹ xưa. Tiếp theo, ra đi sang mã số 03.
số 3 xem là cái gì đây. À, mã số 3 đây là Merkle chữ H nhá, size 140, con này của Đức Quốc xã thập kỷ 1950. Và bản rất to nhá. Khi số Đức chữ H ra dòng này họ ra luôn là ngay, cạnh tranh giá cực cả. Rất là tốt đấy. Và bọc vàng nhá. Hàng có Đức thì bọc vàng rất là lì màu. Bọc vàng sáng ánh gương. Rất rõ ràng luôn nhá. Và ở cầu giữa là 1/10 12k. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rất là cẩn thận luôn đấy. Tiếp theo là càng bên trái là cái chuôi là cái chữ Merkle Jackmanni. Đó. Tiếp theo là càng bên phải là số 140. Đó, rất rõ ràng nhé. Đây là mã số 03 nhé, Merkle chữ H nhé, của Đức Quốc xã thập kỷ 50-60 nhé, xuất sắc nhé. Và con này không tỉ vết gì ạ, con vết thì em sẽ bảo. Bực vàng sáng ánh gương, rất đẹp nhé, size 140, rất rộng rãi thoải mái. Bác nào mà chắn cao vuông rộng sân đình, mặt vuông chữ điền, đeo cái kính này thì rất là ok luôn. Đấy, rất nổi, rất đẹp đúng không ạ? Và giá cái này là 16 triệu rưỡi nhé, gọi 16.500k. Giá là 16 triệu rưỡi nhé, gọi là 16.500k. Bác lưu nhá, kính cổ cái này rất nhiều lượng bán, giống hệt kính này bán giá 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu bán ở cổng siêu thị Oan, cổng trung tâm thương mại rồi ngõ Đông Mác. Bởi vì sao? Bởi lượng đấy bán là không có địa chỉ, thứ hai là thỉnh thoảng đăng địa chỉ, thứ ba thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Đấy, cái lưu ý. Bởi vì là nó bây giờ nó không có hình ảnh con người. Đúng không ạ? Mà địa chỉ thì cứ mập mờ amateur, địa chỉ chỗ khuất khó nhìn khó tìm. Thứ tư là xong thời gian hay thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Ngõ Lan Bán, ngõ Hồ Bài Cát, ngõ chợ rất nhiều. Nếu đối tượng bán giống hệt cái kính này bán nó giá 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6, 7 triệu, 8 triệu. Rất nhiều em bị dính. Lưu ý vấn đề đấy. Rồi hẹn nửa đường, hẹn cổng trung tâm thương mại. Rồi lại cổng khu tập thể, chân chung cư, chân tòa nhà. Rồi hẹn nửa đường, rồi anh ở đâu mang qua xe mình mua thôi. Đấy là cái chiêu thức bán về kính giảm, kính giả. Đồ cổ xưa giảm giả, hay còn năng hiệu giả, hay cái chiêu thức như thế. Lưu ý. Vâng. Mã số 03 nhá. Merkle chất giá 16 triệu rưỡi. Đây là một phiên bản liên tịch đen tật đấy. Rất mới, rất đẹp, bọc vàng sáng gương, đó là hàng thật. Còn hàng giả nhái nó chỉ để có đêm 3-4 ngày. Và những đối tượng hàng giả nhái thì nó sẽ không là công khai đâu, minh bạch gì đâu, mập mờ lắm. Đấy, lưu ý. Rồi anh ở đâu mang qua xem mừng. Đấy là chiêu thức bán kính của đồ cổ, bán thương hiệu lâu năm, bao giờ nó còn người ta có cái giá trị riêng. Đấy. Tiếp theo là mã cuối cùng là con Cơn nhé. Đây là báo da xịn nhé, em luôn luôn em để vào cái hộp mà cho nó cẩn thận. Đây là con Cơn chữ thập phân, thập quỷ 1955-1960. Đấy. Con này bốn cái điểm này, mấu này và này đều có tiết đỉa nhá, tất cả hối là kính này có tiết đỉa rồi. Con này thì em điểm trừ thì để em xem tìm có điểm trừ riêng ạ. Con này xuất sắc nhá, không có điểm trừ gì ạ. Và tất cả là đều là con này lên cả tiết đỉa cơ. Con này size 52 chiều ngang 13,8 nhá, cân bằng vàng thập kỷ 1955 đến 1960, đời đầu dòng chữ thập phân là đời đầu nhá, xong bắt đầu nó ra chữ gạch chéo. Thế thập phân là như nào? Là một bên dưới, hai bên dưới, một bên trên, hai bên dưới thì là thập phân. Đây để mô tả để nói cho nó dễ luôn này. Âm càng phải là âm bên cái optical 1/10 12 ghép 5/1/2. Đấy, rất rõ ràng. Chuyên về nguyên zin nhé, rất sáng sủa luôn đấy. Đây, một bên trên, xong là gạch ngang, hai bên dưới. Đấy, rất là rõ ràng. Bên này thế này, đảo chiều nhau nhé. Và xuất sắc nhé. Và gầm cầu dưới là AO 1/10 12k ghép này. Đó. Chuyên về nguyên zin nhé. Bốc vàng sáng gương, con này lên cả tiết đỉa nhé. Vâng. Bác biết là cái Cơn bây giờ rất đắt, đắt là rất nhiều. Vâng. Nhưng bên em với phương châm là giao lưu vui chính của bạn đôi lời khi thư yếu. Giá nó luôn là giá tốt, đặc biệt là cái dịp trước Tết, trong Tết, sau Tết là giá với phương châm là giao lưu du xuân. Đấy, rõ ràng luôn. Cơn vào đầu chữ nhỏ nhá, chữ thập phân nhá, thập kỷ 1955-1960. Xuất sắc nhá. Vâng. Rất mới, rất đẹp nhá. Bốc vâng, có thể lên tiết đỉa, 4 điểm tiết đỉa bác nào không thích thì em sẽ lau hết. Nhưng mà theo em nên để mộc. Đấy, mộc nó có những điểm tiết đỉa như này. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Yên văn tâm luôn đấy ạ. Đấy. AO 1/10 12k ghép nhá, 2k khác ở chiều đây. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá, bên này thế này. Đấy, đây là mã số 04 nhá, cơn vào đầu chưa nhỏ để dắt rồi. Và giá cái này là 25 triệu, gọi 25.000k nhá. Giá là 25 triệu, gọi là 25.000k nhá.
Tất cả sản phẩm bán ra luôn luôn được bao trên bao test toàn cầu, trên an toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả cho sản phẩm nhé. Bác mua đâu mua? À, nên lựa chọn bán lâu năm trong quán thượng uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn, em và một số anh em chứng kiến cổ đồ cổ là 2 năm, 2 năm, 3 năm. Riêng địa chỉ số điện thoại đây luôn luôn gắn liền trên tường, kim tường song hành hơn 2 năm, lúc nào cũng đảm bảo phân nhân pháp lý nhé. Các bác lưu ý muốn kiến cổ đồ cổ thì nên chọn người con trai, không nên chọn con gái. Con gái mà tí mất lươn thì trai gian trái cái lúc là người nó cũng đúc kết rồi. Đấy. À, các bác mà trước khi đến xem kính cổ thì nên điện thoại trước để em kết bán từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh nhé. Bởi vì nhiều lúc em hay đi gửi hàng rồi đi thẩm định giá đồ cổ xưa thì bác điện thoại trước là ok nhất, em sẽ dành thời gian tiếp đón và liên tiếp đón các bác và tư vấn cố vấn tất cả về kính cổ đồ cổ. À, đấy là cái giá trị lớn nhất. Vâng, mã số 04 giá 25 triệu của 25.000k. Cơn một vào đầu chưa nhỏ, rất là nhanh thôi. Bởi vì em số lượng em về là hàng nghìn cây cho nên em đi rất là nhanh. Thứ hai là cái dòng này tất cả về kính cổ đồ cổ thì em trong quá trình hơn 2 năm thì em giới thiệu và chia sẻ rất là nhiều rồi. Đấy. Ngay cả những vấn đề nhạy cảm như vấn đề đa cấp về thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng, sàn vàng, rồi là điện thoại công thức nháy máy, rồi là bộ điện thoại mạo danh nặc danh cho lên sao quét, bởi vì để các bác là nắm bắt được không bị rơi bẫy. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Bác nào mà chưa kênh đăng ký kênh. Bác lưu ý nhé, mua bán kính cổ đồ cổ nên chọn con trai am hiểu mà nên chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm như bên này. Tuyệt đối không nên chọn những địa chỉ mới, số điện thoại mới. Đặc biệt là sim số đẹp, lưu ý nhé. Xin số đẹp đến đuôi 32, 36, 38, 39, tứ quý 5, 36, lưu ý. Bởi vì sao? Bởi vì đối tượng đấy là cứ xong thời gian là rượu với bình cũ. Bởi vì các bác này, mới là 1 năm, 2 năm, 10.000, 20.000, 30.000 đăng ký kênh. Trong khi đó kênh của em triển khai 8 năm rồi, mới khoảng hơn 3.000 đăng ký kênh. Vì bên em làm các khía cạnh tự nhiên, làm các chân tình, chân thành và rõ ràng nhất. Những cái gì gốc rễ vấn đề, và những mặt trái của xã hội như bộn đa cấp trá hình lên sóng hết. Đấy, để cho các bác nắm bắt được làm sao không rơi bẫy. Đúng không? Bộ, ngay cả bộ thực phẩm chức năng đa cấp tuồn vào các nhà thuốc, cửa hàng thuốc cũng cho lên sóng luôn. Không ngại vấn đề gì cả. Vâng, rất cảm ơn. Xin chào tạm biệt các bạn.